Hơn 2 tuần nữa là học sinh Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè 2024. Góp phần tạo nên mùa hè sôi động, các siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương bắt đầu triển khai những chương trình khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu tiêu dùng và mang đến những trải nghiệm thú vị cho các gia đình khi cùng nhau đi ăn uống, mua sắm. Ngay sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các siêu thị ở Bình Dương bắt tay vào thực hiện đợt khuyến mãi mới cho mùa hè và quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Theo đó, nhóm hàng thực phẩm chế biến tiếp tục được giảm giá sâu, bởi đây là mặt hàng phục vụ đời sống hàng ngày, giúp tăng cường sức khỏe cho cả gia đình, nhất là con trẻ. Thêm vào đó, nhiều mặt hàng như bánh kẹo, đồ chơi, quần áo có ưu đãi lớn lên đến 50% giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm cho gia đình hoặc tặng quà. Đối với hội viên, tùy cấp độ mà các siêu thị có thêm những đặc quyền tiết kiệm, ưu tiên khi mua sắm như cộng điểm thưởng, tặng quà. Từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh Bình Dương tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2023. Theo các siêu thị, bên cạnh lễ Tết thì mùa hè là thời điểm để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu mạnh trong năm. Từ sau Tết đến nay, do thời tiết nắng nóng, nên số lượng khách hàng đến siêu thị có sự tăng trưởng đáng kể và thời gian ở trong siêu thị cũng dài hơn. Tuy nhiên, giá trị của mỗi giỏ hàng trong từng lần mua chưa cao. Với hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn mùa hè 2024, các siêu thị mong muốn khách hàng sẽ an tâm mua sắm và trải nghiệm nhiều hơn. Bên cạnh đi du lịch, mùa hè là dịp để các bậc phụ huynh cùng con trẻ đi mua sắm để gắn kết tình thân và cho trẻ có thêm nhiều bài học bổ ích về đời sống.